Cô chào các em, hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau đi vào tiết học âm nhạc, tiết 21. Nhạc sĩ Hoàng Lân là một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông cùng với người anh em song sinh là nhạc sĩ Hoàng Long đã trở thành một cặp nhạc sĩ quen thuộc đối với những người yêu âm nhạc Việt Nam. Ở chương trình học lớp 2, các em đã được làm quen với bài hát Thật Là Hay của nhạc sĩ Hoàng Lân. Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc thiếu nhi như Từ Rừng Xanh Cháu Về Thăm Lăng Bác, Mèo Con Đi Học hay là Đi Học Về. Thì hôm nay cô trò chúng ta sẽ được làm quen với một bài hát do ông sáng tác, đó là bài hát Cùng Mùa Hát Dưới Trăng. Bây giờ các em mở vở âm nhạc Facebook, chúng ta cùng thực hiện nội dung bài học hôm nay nhé. Trước khi đi vào phần học bài hát Cùng Mùa Hát Dưới Trăng, cô mời tất cả cô trò chúng ta cùng nhau đọc lời ca của bài hát. Mặt trăng tròn nhô lên, tỏa sáng xanh khu rừng, thỏ mẹ và thỏ con nắm tay cùng vui múa, hươu, nai, sóc đến xem, xin mời vào nhảy cùng. Là la la, là la, cùng múa hát dưới trăng. Là lá la, cùng múa hát dưới trăng. Đó là toàn bộ nội dung của bài hát Cùng Mùa Hát Dưới Trăng. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận giai điệu của bài hát Cùng Mùa Hát Dưới Trăng nhé. Vậy là chúng ta đã được lắng nghe giai điệu và cảm nhận ca từ nội dung của bài hát Cùng Mùa Hát Dưới Trăng. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần học bài hát tập từng câu. Các em hãy vào phần mềm Facebook sử dụng cái phần tập hát từng câu và chúng ta cùng nhau thực hiện tập bài hát Cùng Mùa Hát Dưới Trăng. Nào bây giờ chúng ta cùng thực hiện nào. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau tập bài hát Cùng Mùa Hát Dưới Trăng nhé. Các em nghe giai điệu của câu 1. Các em nghe lại một lần nữa giai điệu của câu 1. Chúng ta cùng hòa dòng giai điệu của câu 1 nhé. Trăng tròn nhô lên, tỏa sáng xanh khu rừng. Các em đọc lại một lần nữa câu 1. Mặt trăng tròn nhô lên, tỏa sáng xanh khu rừng. Chúng ta nghe giai điệu của câu 2. Các em nghe lại lần nữa câu 2. Ta hòa dòng với phần nhạc có lời của câu 2 nhé. Thỏ mẹ và thỏ con nắm tay cùng vui múa. Các em lưu ý là chữ thỏ, chữ nắm
Các em luyện nhẹ. Chúng ta lặp lại câu 2. Thờ mẹ và thờ con, nắm tay cùng vui mưa. Chúng ta ghép câu 1 và câu 2 nhé. Mặt trăng tròn nhô lên, tỏ sáng xanh khu rừng. Thờ mẹ và thờ con, nắm tay cùng vui mưa. Chúng ta nghe giai điệu của câu 3. Chúng ta hòa giọng với phần nhạc có lời của câu 3. Yêu nơi sắp đến xem, xin mời vào nhảy cùng. Các em nghe lại và lặp lại còn một lần nữa câu 3. Yêu nơi sắp đến xem, xin mời vào nhảy cùng. Chúng ta nghe giai điệu câu 4. Chúng ta hòa giọng vào phần nhạc câu lời câu 4. La 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 la, cùng mưa hát dưới trăng. Các em lặp lại một lần nữa câu 4 nhé. La 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 la, cùng mưa hát dưới trăng. Chúng ta nghe giai điệu câu 5. Lặp lại một lần nữa câu 5. La 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 la, cùng mưa hát dưới trăng. Bây giờ chúng ta ghép câu 3, câu 4 và câu 5. Yêu nơi sắp đến xem, xin mời vào nhảy cùng. La 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 la, cùng bây giờ chúng ta hòa giọng với bài hát mẫu nhé. Các em có thể hòa giọng với phần nhạc không lời của phần mềm iSmooth nhé. Các em có thể tự mình vào phần mềm iSmooth để chúng ta tập luyện bài hát thật nhuần nhuyễn. Sau đó các em thu âm cái lời hát của mình, cái giọng của mình để kiểm tra lại xem mình đã thực hiện đúng cái giai điệu và lời ca chưa nhé. Cô mời các em cùng nghe và thực hiện theo
phần nghe nhạc của phần mềm MyCBook nhé. Em vừa nghe phần gõ đềm của phần nhà của iCBook, chúng ta thấy là những cái chữ mà có dấu x phía dưới được gõ rất là rõ ràng. Các em thực hiện theo và có thể tập đi tập lại nhiều lần nhé. Chúng ta qua nội dung bài tập số 2, em hãy hát và tự tập một số động tác minh họa theo gợi ý. Như cô vừa giới thiệu ở bên tay trái là nội dung ca từ của bài hát, bên tay phải là những cái phần hướng dẫn động tác các em có thể thực hiện theo, và sau đó chúng ta có thể vào phần hướng dẫn xem bạn nhỏ thực hiện và tham khảo số động tác nhé. Có thể tham khảo những động tác của bạn nhỏ hoặc là em có những ý tưởng riêng cho các phần minh họa của mình nhé. Bài tập thực hành số 3, em hãy kể tên cả con vật có tên trong bài hát Cùng Mùa Hạt Dưới Trăng. Chúng ta quan sát nội dung của bài hát Cùng Mùa Hạt Dưới Trăng thì chúng ta thấy là có những con vật xuất hiện, đó là gì? Thỏ mè này, thỏ con này, rồi hươu, rồi nai, rồi sóc. Các em có thể điền vào vào cái ô trống này để có cái kết quả cho mình, hoặc là các em có thể vào phần hướng dẫn ở đây đã có những cái gợi ý nêu ra, đó là thỏ mè, thỏ con này, hươu, nai và sóc. Như vậy là cái quả cô vừa nêu là nó đã đúng đầy đủ với những cái con vật mà chúng ta đã thấy xuất hiện trong bài hát, đúng không nào? Như vậy là cả em đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay. Hôm nay cả em học bài hát Cùng Mùa Hạt Dưới Trăng của nhạc sĩ Hoàng Lân. Cả em hãy về nhà truy cập vào phần mềm MyCBook để ôn tập lại bài hát một cách nhuần nhuyễn, và lưu ý là cả em thực hiện những cái dấu luyến, những cái ca từ mà có dấu luyến là các em phải luyến rõ ràng, đúng về cao độ. Các em hát với tính chất là thật là vui tươi, trong sáng và hồn nhiên. Chúc các em sẽ có những cái phần biểu diễn cho cái phần minh họa của mình thật là dễ thương và thật là ấn tượng. Tuần sau chúng ta sẽ xem trượt bài mới, là các em sẽ được ôn tập lại bài hát Cùng Mùa Hạt Dưới Trăng, và các em sẽ được làm quen với khuôn nhạc và các nốt nhạc. Còn bây giờ, cô trò chúng ta tạm biệt.
Hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé.